Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị. Xuân về rực rỡ, muôn cánh hoa, rộn rã mừng vui Tết chan hòa, lời chúc đầu năm trân trọng nhất gửi đến bạn bè khắp gần xa. Chúc mừng năm mới muôn điều tốt, gia đình hạnh phúc, trọn niềm yêu, an khang thịnh vượng, xuân như ý, vạn sự thành công, toại nguyện lòng. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tâm trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động gây sốc giới tử vi, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được bể trên ban phúc, tránh họa đắc lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến như mưa, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi phương Đông, thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý ở thời điểm này, nhưng lại vỡ nợ, phá sản xui xẻo ở thời điểm khác, và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội. Và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ông tiền tỷ về tay hay không. Và quả là trời không phụ lòng người, các thầy tử vi phương Đông có tiết lộ, bước sang năm 2024 âm lịch chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp và tiền tài đối với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đặc biệt nhất là trong 6 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh làm bất cứ chuyện gì cũng được hanh thông, suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, giàu sang sung sướng, hưởng phúc lộc giàu sang đến cuối đời. Vậy, cụ thể vận trình tử vi trong 6 tháng đầu năm của tuổi Bính Ngọ sẽ như thế nào? Vận may của họ từ đâu mà đến? Để có thể nắm bắt tốt cơ hội đổi đời, thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé! 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Bính Ngọ, sinh năm 1966. 3. Luận hung cắt từng tháng của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. 4. Bình giải sau hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Bính Ngọ. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã, để được hòa mình vào thiên nhiên. Cũng chính vì vậy, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật. Họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ, dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Người Bính Ngọ có thiên can Mậu, thường là người có số khổ trước, sướng sau. Khi còn trẻ, Bính Ngọ thường phải mưu sinh vất vả, thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này, Bính Ngọ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi bẩm sinh, Bính Ngọ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió. Nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên, người thiên can Bính dù vất vả thời tuổi trẻ, nhưng kể từ sau 50 tuổi, sẽ dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Bính Ngọ thích hợp với những công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường, buôn bán nhà đất. Bính có thuộc tính dương, nếu trong bát tự có chữ Bính chứng tỏ Bính Ngọ này có thể đạt được thành công. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính dương hỏa, kết hợp với chi Ngọ dương hỏa, tạo nên thế tương hỏa, tương đắc sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tuệ, mà còn có sự hơn người xuất chúng,
là người có năng lực đầy đủ, nền tảng vững chắc hay gặp may mắn trên đường đời. Tuy nhiên, phần lớn tuổi Bính Ngọ có tiền vận ít thuận lợi, hậu vận nhiều may mắn suôn sẻ hơn. Bính Ngọ là mẫu người đa năng, thẳng thắn, có tài lớn nhưng lại không có đất dụng võ. Mẫu người này thuộc tuyết nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhưng cũng mau chán, mau quên, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên trì. Người tuổi Bính Ngọ kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng thường hay tích tụ nhiều điều trong lòng, không thường xuyên bày tỏ cảm xúc nên dễ mắc bệnh. Bản mệnh cần để ý đến tình trạng sức khỏe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là ở những bộ phận như miệng, dạ dày, lá lách. Xét về mệnh tuổi Bính Ngọ 1966, thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy, là nước thiên hà là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước, thì hơi nước mỏng manh tinh khiết ngưng tụ tạo thành, nên nó không lẫn tạp chất dơ chọc. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung, nó khác với nước ở dưới trần gian, ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính dương hỏa, kết hợp với chi ngọ, dương hỏa tạo nên thế tương hỏa tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy người tuổi Bính Ngọ Thiên Hà Thủy không những thông tuệ, mà còn có sự hơn người xuất chúng. Nước thiên hà tinh khiết mỏng manh, nên những người tuổi Bính Ngọ tính cách tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy được biết tới với sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Bính Ngọ thuộc hỏa tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt, và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy họ thân thiện, tốt bụng và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý, sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt, con cái thành đạt, tiền bạc thoải mái chi tiêu, nên làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời ban cho. 2. Xét tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi năm 2024 cho thấy, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống trong năm này. Vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc, tài chính dồi dào, có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ công việc hoặc đầu tư. Vận trình công danh cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, người tuổi Bính Ngọ cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân do gặp phải hung tinh chiếu mệnh, nên sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng, dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, dạ dày, đường ruột. Ngoài ra, cần chú ý giữ gìn an toàn trong cuộc sống, tránh gặp phải những tai nạn bất ngờ. Cụ thể, xét về công danh, sự nghiệp tuổi Bính Ngọ 1966 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tử vi dự báo, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ có những khởi sắc nhất định trong 6 tháng đầu năm mới này, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít nguy cơ. Vì thế, có thể thấy rằng bạn gặt hái được thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là cách hành xử của bạn khi đối diện với những sự việc hoặc những con người khác nhau. Thiên ấn và tỷ kiên đồng hành cho thấy, giai đoạn này bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu tập trung làm việc, bản mệnh có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Cát tinh vượng giúp cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực. Bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không còn quá đáng sợ. Dự báo về tài chính của tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch.
Vận trình tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc, thu nhập từ công việc chính tăng cao, có thể được tăng lương, thưởng nóng, hoặc có thêm nguồn thu nhập từ các công việc làm thêm, đầu tư. Người tuổi Bính Ngọ có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Với người làm công ăn lương, thiên ấn nhận thấy nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình, thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc tăng lương cứng, công sức bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Việc làm ăn của người làm kinh doanh, buôn bán nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Song may mắn là đương số cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng. Nhìn chung lại, tình hình tài chính của tuổi Bính Ngọ ở mức cân bằng, thu chi cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. 6 tháng đầu năm sẽ là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường, thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền chảy về túi cũng nhiều hơn. Hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh phi liêm và thiên cầu vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác, để mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng. Với những chuyện không quá to tát thì bạn nên chín bỏ làm 10, đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Ngoài ra, người tuổi Bính Ngọ cũng cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh tiêu pha hoang phí, lãng phí, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm một khoản tiền để phòng thân cho những trường hợp bất chắc. Xét về tử vi sức khỏe tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2024, phương diện sức khỏe của Bính Ngọ là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý nhiều hơn trong thời gian tới này. Nhiều hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe thể chất suy giảm, tinh thần căng thẳng, cần tìm cách gỡ rối ngay. Hung tinh tăng môn cho thấy, năm nay gia đình bạn có thể xuất hiện tang chế. Vì vậy, hãy quan tâm hơn đến người thân, cần đi khám chữa ngay nếu thấy cơ thể không khỏe, tránh để tình trạng bệnh kéo dài và diễn biến nghiêm trọng. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sao phi liêm cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khuyên bạn làm việc cần phải giữ tỉnh táo. Không nên bắt mình làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiếu tập trung, nếu không dễ gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch này, vận trình tình duyên của người tuổi Bính Ngọ khá tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác giới. Nếu có thể đi có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận, yêu thương thấu hiểu lẫn nhau, gia đình hạnh phúc yên ấm. 3. Luận hung cát từng tháng âm lịch của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng đầu xuân năm mới Giáp Thìn, vận khí tuổi Bính Ngọ hanh thông, làm gì cũng thấy dễ dàng và suôn sẻ. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, lại có quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng, tầm ảnh hưởng được người trên kẻ dưới trọng dụng, ủng hộ, mở rộng con đường thăng tiến danh lợi. Có điều, Bính Ngọ cá tính mạnh, hành sự lại có đôi phần nóng vội, dễ bị kẻ xấu lợi dụng hoặc dụ dỗ, có thể vướng phải thị phi, kiện cáo trong tháng, hành sự hết sức thận trọng. Về tài chính, trong tháng kiếm được tiền nhưng cũng tiêu pha nhiều, lại có kiếp tài rình rập cẩn thận tiền vào tay rồi lại bốc hơi ngay lập tức. Đầu xuân đừng ham hố các trò cờ bạc, cá độ đỏ đen, kẻo rước họa vào thân. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch này, bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Trong tập thể đúng là phải tin tưởng nhau mới làm việc ăn ý. Dù vậy, hãy tin tưởng ở một mức độ nhất định, cái gì quá cũng không tốt. Phương diện tài chính cơ bản ổn định, không phải lo lắng, đầu tư cho các hạng mục ít rủi ro. Mạo hiểm là con đường đi dài, nó không hấp dẫn như các dự án mạo hiểm mà lợi nhuận cao. Tuy nhiên, tình hình trước mắt hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng. Tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, tình cảm vợ chồng thiếu sự lãng mạn, sâu sắc vì bị biết bao yếu tố trong cuộc sống như tiền bạc, con cái, các mối quan hệ xã hội, chi phối, giữa các cặp đôi mâu thuẫn ngày càng tăng, nên tìm cách hóa giải hơn là lảng tránh. Người độc thân tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, tính chuyện yêu đương bây giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Trong tháng này công việc tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc chảy về túi bình ổn,
Xem tử vi tài lộc tháng 3 năm 2024 của tuổi Bính Ngọ cho thấy, đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Bách Việt mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn mong chờ bấy lâu. Nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Có điều sức khỏe giảm sút, đề phòng đau ốm vặt Bính Ngọ nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ được tam hội nâng đỡ, vận trình có phần khởi sắc hơn trước, lại có thêm nguyệt lệnh ủng hộ. Công việc tiến triển đều, tinh thần làm việc hăng say sẽ mang lại thành quả xứng đáng. Trong tháng, tình hình tài chính hầu như không có biến động lớn, mọi nguồn thu đều, không quá vượng mà cũng không đến nỗi suy. Có thể kiêm nhiệm công việc khác nếu sắp xếp được thời gian ổn thỏa. Có điều bạch hổ hung tinh án ngữ, có thể gây ra điểm phá tài, tai nạn bất ngờ, người tuổi Bính Ngọ phải hết sức thận trọng. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng này nguy cơ bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân quấy phá, làm ăn ưu tiên minh bạch, tránh đi theo lối tắt mà vướng họa lao ngục. Ăn uống cũng cần đảm bảo vệ sinh, nấu chín cẩn thận, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 6 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Ngọ có xu hướng khởi sắc rõ rệt, ví như màn mây đen u ám xám xịt, được thay thế bằng ánh mặt trời chói chang, mưu sự dễ thành, tranh thủ nắm bắt cơ hội để thành công vượt trội. Trong tháng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương, bạn mạnh dạn đề xuất, tỷ lệ thành công khá cao, tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhất là thứ tài, nguồn thu nhập bạn có được phần lớn nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán và đầu tư bên ngoài, chứ không phải từ công việc chính. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý hiện tượng phá tài. Chuyện tình cảm khá hài hòa, vợ chồng đồng lòng, có thể đón tin vui về chuyện con cái, như con cái thi cử đỗ đạt, đi du học, cưới hỏi. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Thứ nhất, bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Bính Ngọ năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm mệnh chủ gặp sao thổ tú. Thổ tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa. Thổ tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đa dấu tay sinh ra thư kiện, tuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong, Diêm Vương thư kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động giải văn thư. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có điểm báo tang tóc trong dòng tộc. Tiểu kết, trong năm 2024 này, nữ tuổi Bính Ngọ chịu tác động của hung tinh thổ tú, đường số có điểm báo dễ gặp thị phi, chú ý lời ăn tiếng nói tránh để kẻ xấu nắm thóp, giở trò ném đa dấu tay. Ngoài ra, bản mệnh nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi, quan trọng nhất là phải giữ cho sức khỏe được ổn định, tinh thần thoải mái, gặp chuyện vui thì hoan hỉ đón nhận, gặp chuyện buồn cũng nhẹ nhàng cho qua, tâm thanh thản thì đời tự sẽ an nhiên. Ở độ tuổi này, điều khiến nữ tuổi Bính Ngọ hạnh phúc nhất có lẽ là con cái dần trưởng thành và có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Mệnh chủ hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc, trò chuyện với mọi người trong nhà để mối quan hệ được gần gũi, tình cảm hơn. Cách hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đổ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đường số nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định,
để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đưa số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Thứ hai, bình giải sau hạn cho năm mạng tuổi Bính Ngọ năm 2024. Tuổi Bính Ngọ năm mạng năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương được coi là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu đại sự. Theo niên hạn, mệnh chủ gặp hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt tiền bạc. Hạn cũng chủ đau yếu, uống đau tốn kém tiền của để chữa trị. Tiểu kết, trong năm được sao tốt chiếu mệnh, công việc làm ăn của tuổi Bính Ngọ năm mạng thêm phần thuận lợi, có thể mở rộng làm ăn, có cơ hội thăng quan tiến chức, hứa hẹn một năm đầy hào quang trong sự nghiệp, tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào. Bản mệnh nếu chăm làm việc thiện, gieo nhân duyên lành thì càng tích được nhiều phúc đức. Tuy vậy, hạn thiên la cũng nhắc nhở năm Bính Ngọ nên kiềm chế cảm xúc, tránh nóng giận sẽ khiến mối quan hệ xung quanh trở nên xa cách. Trong gia đạo nên tôn trọng các ý kiến, quan điểm của thành viên khác, như vậy sẽ tránh được những xung đột không đáng có. Năm này nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên lao tâm tổn sức quá nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện gì không làm được thì nên nhận sự trợ giúp của người khác, miễn sao tinh thần được thoải mái, lạc quan thì sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, phòng trừ bệnh tật. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Bính Ngọ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh dương vượng sự nghiệp. Màu này giúp người tuổi Bính Ngọ giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Đặc biệt màu xanh còn có tác dụng chữa lành rất tốt. Nếu tập trung làm việc, bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Màu trắng vượng tài lộc. Sử dụng màu trắng, người tuổi Bính Ngọ tự tin tìm ra con đường phát triển của mình. Bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, khiến lượng khách hàng ngày một đông đúc, tiền chảy về túi nhiều hơn. Một số người làm ăn khi đàm phán hợp tác cũng tự tin trao đổi, thỏa thuận được mức lợi nhuận như mong muốn, tiền bạc ngày một gia tăng dồi dào. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Bính Ngọ là xanh nõn chuối, tím. Hai màu này khiến người tuổi Bính Ngọ trở nên hoang hoang, dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao bấy lâu nay bạn tốn công gây dựng. Bạn cũng sẽ thường xuyên phải đối diện với những cạnh tranh gay gắt trên thị trường, thiếu tỉnh táo nên khó nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Quý vị thân mến, Phật gia có giảng rằng vật tùy tâm chuyển, cảnh từ tâm tạo, mọi phiền não đều là do tâm mà sinh ra. Vạn sự vạn vật trên đời đều là sự phóng chiếu của tâm hồn. Vậy nên vận mệnh của con người 90% không phải do sự tình quyết định, mà là tâm thái quyết định. Một triết gia từng nói, hoặc là bạn khống chế sinh mệnh, hoặc là sinh mệnh khống chế bạn. Tâm thái của bạn sẽ quyết định ai là người cưỡi và ai là vật để cưỡi. Bạn không thể kéo dài được sinh mệnh, nhưng bạn có thể mở rộng được nó. Bạn không thể thay đổi được thời tiết, nhưng bạn có thể khống chế được tâm tình của mình. Bạn không thể khống chế được hoàn cảnh, nhưng bạn có thể điều chỉnh được tâm thái. Dưới đây là ba câu nói có thể giúp bạn đạt được tâm thái tốt nhất khi sống giữa cuộc đời đầy sóng gió này, càng về già càng thư thái, an nhàn. 1. Được mất tùy duyên. Xưa nay có được tất phải có mất, được nhiều thì mất nhiều, được ít thì mất ít, đều là sự trao đổi công bằng. Rất nhiều người đều mơ ước trúng số, nhưng thực tế cuộc sống sau khi trúng số lại không được như ý muốn. Có người từng thực hiện một cuộc điều tra xã hội, họ đã dành 10 năm để theo dõi sự thay đổi của một số người trúng số độc đắc. Những người trúng số thường là tầng lớp lao động bình dân, tưởng rằng có được tiền thì cuộc sống của họ sẽ được cải thiện. Nhưng sau khi nhận được những khoản tiền kết xù, cuộc sống của họ lại ngày càng sa sút, ăn chơi lãng phí. Họ hàng vay mượn tiền bạc, ly hôn, chuyển nhà, hầu hết đều trượt dốc vì họ không thể giải quyết ổn thỏa tiền bạc. Mọi thứ trên đời đều có cả mặt tốt và mặt xấu. Vì vậy, một người thực sự có trí tuệ cần hiểu rằng được không có gì vui, mất không có gì buồn. Đối mặt với bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống đều có thể được mất tùy duyên, tâm không dao động. 2. Biết đủ thường vui. Trong Thái Căn Đàm có câu tham đắc giả, phân kim hận bất đắc ngọc, phong công oán bất thụ hầu, ý rằng tâm người hữu hạn nhưng ham muốn lại vô hạn. Người có vàng vẫn muốn ngọc, có công tước mà vẫn nghĩ đến hầu tước, không sớm thì muộn,
Người mà có truy cầu vượt quá khả năng, vượt quá phúc phận của mình thì trước sau đều gây họa. Vào thời nhà Minh, Ninh Vương Giang Tây Chu Thần Hảo là con cháu hoàng thất, sống cuộc sống giàu sang, thế nhưng ông không an phận làm vương, lại muốn tiến thêm một bước trở thành hoàng đế. Tiếc rằng, cuộc nổi loạn mới chỉ diễn ra 43 ngày đã bị Tuần Phủ Nam Cám Vương Thủ Nhân hay Vương Dương Minh cùng Thái Thủ Cát An Ngũ Văn Định dẹp yên. Ninh Vương cuối cùng đã bị bắt giữ và được ban cho cái chết. Nghiêm Tung 1480-1567 được sử sách Triều Minh liệt vào danh sách 6 đại gian thần của triều đại. Cha con gian thần Nghiêm Tung dùng quyền thế khuynh đảo thiên hạ trong 20 năm, khiến người người oán hận. Con trai của Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phiên cuồng vọng, cao ngạo đến cực điểm, thậm chí khi khoe khoang về bảo vật trong gia đình. Nghiêm Thế Phiên từng cười lớn mà nói, trong triều đình không ai giàu có bằng ta. Hoàng đế Thế Tông từ lâu đã không thuận mắt với cha con Nghiêm Tung, sau đó đã tìm cớ bãi chức ông ta. Con cháu và vây cánh đều bị phái đi biên ải. Nghiêm Thế Phiên trên đường đi đày trốn về quê làm đạo tặc, bị triều đình chém đầu. Vì gia sản bị tịch thu, Nghiêm Tung không còn nhà để về, sống trong sự phỉ nhổ của mọi người. 2 năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, càng không có ai đến tiễn đưa. Có câu rằng, cáo ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế. Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. 3. Muốn hồ đồ thật khó. Nan đắc hồ đồ, muốn hồ đồ thật khó là một câu nói khá nổi tiếng của Trịnh Bản Kiều, một thư họa ra đời Thanh. Tác giả từng chú thích về câu nan đắc hồ đồ rằng, thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh hóa thành hồ đồ càng khó. Buông tay ra, lùi một bước, tâm sẽ an yên, sau này cũng không mong được đền đáp. Có người nói, nhân sinh có 2 sự kiện, tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người. Hồ đồ là một loại tâm thái, cũng là một loại tu vi. Trong mắt của Khổng Tử, hồ đồ chính là trung dung. Trong mắt người già, hồ đồ là vô vi. Trong mắt Trang Tử, hồ đồ lại là tiêu dao. Rất nhiều việc tốt hơn là không nên biết, không cần phải linh hoạt, cũng không cần phải quá hiểu rõ. Thật ra cuộc đời vốn là hồ đồ, vui vẻ và hạnh phúc đều được giấu trong sự hồ đồ này. Một khi thức tỉnh, thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ tan thành mây khói. Con người sống trên thế gian, đôi lúc chúng ta chỉ cần sống hồ đồ một chút, mắt nhắm mắt mở mà nhìn đời, như vậy là bỏ qua cho bản thân, cũng là bỏ qua cho người khác. Phàm những người lúc nào cũng tính toán, đa phần cuộc sống không vui vẻ, hồ đồ với bạn bè, không toan tính mới bền lâu, hồ đồ với người yêu, cho hai người có không gian tự do, hồ đồ với tiền tài lợi lộc, không đau, không tức, hồ đồ với tình người, lương tâm không cắn dứt, hồ đồ với những tin đồn vô căn cứ, không mệt đôi tai, đường đời cần phải hồ đồ mà đi qua vui vẻ mà sống, biết đổi thường vui. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.